Trưng bày decor cơ khí này từ năm 2018 đến giờ. Còn nhỏ mình đã đam mê ra những cái sản phẩm độc lạ và thích chế tạo những cái nào mà chưa ai làm. Sau đó thì lên đại học thì học công nghệ thông tin. Nó không liên quan gì tới ngành nghề hiện tại, nhưng mà tới năm tư thì mình rẽ ngang qua một cái ngành khác. Sau một thời gian mình làm việc thì mình đã tìm thấy cái lĩnh vực này nó hợp với cái phong cách của mình hơn, thì mình tiên phong cái lĩnh vực này để thử thách bản thân. Cái công đoạn thì nó rất là nhiều công đoạn. Thì đầu tiên là các bạn phải tìm mua được nguồn nguyên vật liệu. Sau đó về mình phải tẩy rửa vệ sinh cho nó sạch sẽ. Và bắt đầu mình mới lên ý tưởng là mình cần làm những mô hình đồng hồ hay là mô hình con vật. Sau đó mình sẽ nghiên cứu về con vật đó, ví dụ như con ngựa đi. Thì các bạn phải tất nhiên phải tìm một con ngựa thật, tìm một cái dáng nào đó đẹp nhất, rồi bắt đầu mình phải lên cái bản vẽ 2D, sau đó dựng cái khung 3D. Và cái lúc mà khó là mình phải tìm cái nguyên vật liệu cho nó phù hợp cho đó nữa, rồi mình phải mới gá vào để cho nó phù hợp, phải làm nên con ngựa nó có hồn. Từ năm 2018 đến nay thì mình hoàn thành tầm trên 2.000 mô hình, kể cả nhỏ và lớn. Để đam mê được cái nghề thì cái mà cần nhất là phải vượt trên dư luận được. Là nhiều lúc bạn làm ra sản phẩm đó thì sẽ có người nói là làm ra những sản phẩm đó bán cho ai, và cái đống sắt vụn đó thì đâu có giá trị đâu mà mua. Nhưng mà cái đó thì mình tay nghề mình cao thì mình làm sản phẩm chất lượng thì sẽ có người mua thôi. Và cái thứ hai là cần phải có sự kiên trì, đừng có nản trong thời gian đầu. Nếu mà mình tồn tại được thì uy tín mình lên cao thì nó sẽ khách hàng tới rất là nhiều.